Thưa quý vị, cẩm tú cầu, phi yến, chuỗi ngọc, thủy tiên hay đỗ quyên là những loại hoa đẹp nhưng độc, không nên bày vào ngày Tết, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 cho biết, số cây cảnh trên đẹp, bắt mắt nhưng rất độc, cẩn trọng khi đặt trong nhà vào dịp Tết. Hoa cẩm tú cầu nguồn gốc từ Nhật Bản, được trồng rộng rãi ở Việt Nam, nhất là tại thành phố Đà Lạt nơi có khí hậu mát mẻ. Loài hoa này đẹp nhưng cực độc, có thể gây hại sức khỏe. Lá và củ của cây cẩm tú có chứa chất hyrargin cyanogenic lycosid. Nếu ăn phải lập tức bị ngứa ngáy, nôn ngói, đổ mồ hôi và đau bụng dữ dội. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới hôn mê, co giật, rối loạn tuần hoàn máu, tử vong. Do cây có tính độc, bác sĩ khuyên mọi người không trồng hoặc cấm trang trí trong nhà, tránh trường hợp trẻ nhỏ vật nuôi ăn phải có thể bị ngộ độc, nhất là các em có bản tính tò mò, thích khám phá. Cây chuỗi ngọc có hoa tím rất đẹp và cũng là loại cây cảnh phổ biến nhiều người mua về trưng bày Tết. Nếu trẻ ăn những bộ phận của cây có thể gây buồn nôn, hoặc nôn, buồn ngủ, co giật, tim đập nhanh, sốt, một số trường hợp có thể tử vong. Hoa phi yến được nhiều người miền Bắc mua trồng và cắm trong nhà vào mùa xuân, chứa các chất alkaloid terpenoid bao gồm cả methylene carcinogen, độc tính rất cao. Ở một số nước như Ấn Độ, người dân sử dụng hạt cây phi yến làm thuốc diệt côn trùng. Trẻ em có thể bị viêm da nghiêm trọng khi chạm vào hoa hoặc phản ứng ngộ độc nếu ăn. Chó mèo cũng có thể bị ngộ độc rất nhanh khi ăn phải các bộ phận của phi yến. Dấu hiệu là nôn, tiêu chảy, rắc môi, họng yếu cơ, mạch chậm, suy hô hấp, co giật. Hoa thủy tiên hay được bày trang trí trong nhà do khá đẹp, song lại chứa nhiều chất alkaloid rất độc. Khi ăn phải lượng lớn, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như chóng mặt, nôn mửa, lờ mờ và co giật, tiêu chảy. Kim tiền, trong thân và lá cây có chứa canxi oxalat gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu ăn phải. Nặng hơn sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Nhổ cây dính lên mắt ảnh hưởng xấu đến thị lực. Vạn niên thanh, tất cả bộ phận của cây vạn niên thanh đều có độc, do đó phải cẩn thận khi va chạm, di chuyển hay chăm sóc loại cây cảnh này.